Nhặt cục đá sần sùi ngoài biển về, người đàn ông bất ngờ bán được hơn 74 tỷ đồng. Mới đây, một ngư dân tại Thái Lan đã tìm thấy một khối long điền hương. Có thể trị giá 2,4 triệu bảng Anh, hơn 74 tỷ đồng, sau khi nó trôi dạt vào bờ biển nơi ông sinh sống. Đây được coi là một trong những khối long diên hương lớn nhất thế giới từng được tìm thấy. Long diên hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá voi hoặc cá nhà táng. Nó được mệnh danh là báu vật của biển vì có giá trị đắt hơn cả vàng. Sở dĩ nó đắt đỏ như vậy là bởi long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp nước hoa, chủ yếu là nước hoa hàng hiệu nhằm tác dụng giữ mùi lưu hương. Theo đó, ông Narit Suwanakrang, 60 tuổi, là một ngư dân với mức lương hàng tháng chỉ khoảng 500 bảng Anh, hơn 15 triệu đồng. Vài hôm trước, ông Narit đang đi bộ trên bờ biển ở thành phố Nakhon Sitamarat, miền nam Thái Lan, thì bất ngờ nhìn thấy một cục giống đá sần sùi và có màu vàng nhạt trôi dạt trên bờ biển. Ngay sau đó, ông Narit đã kêu gọi những người anh em của mình giúp khiêng viên đá này về nhà. Tại đó, họ đã kiểm tra và phát hiện ra điều bất thường. Bên ngoài, trông nó giống như một viên đá lớn sần sùi, nhưng ông Narit nghi ngờ đây là long diên hương. Để kiểm chứng, ông Narit đã lấy bật lửa đốt một phần của viên đá và thấy nó nhanh chóng tan chảy, đồng thời tỏa ra mùi xạ hương. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông Narit tin chắc đó chính là long diên hương. Ông Narit cho biết khối long diên hương mà ông tìm thấy được cho là nặng gần 100 kg, là một trong những khối lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới. Ông Narit cũng tuyên bố thêm rằng một doanh nhân người Thái Lan đã liên hệ để mua khối long diên hương này với giá 960.000 baht Thái Lan, có nghĩa là toàn bộ khối long diên hương 100 kg sẽ có giá 96 triệu baht Thái, gần 74 tỷ đồng, nếu nó được chứng minh là đạt chất lượng cao. Ông Narit cho biết chỉ cần một phần nhỏ của số tiền bán khối long diên hương cũng giúp ông đổi đời sau nhiều năm làm việc với mức lương ít ỏi. Vị doanh nhân đó nói rằng sẽ kiểm tra chất lượng của khối long diên hương và mức giá đưa ra khiến tôi bị sốc. Tôi có thể nhận được 96 triệu baht nếu chứng minh được khối long diên hương đó là loại tốt nhất, ông Narit nói thêm. Hiện tại, ông Narit đang chờ các chuyên gia xác nhận chất lượng của khối long diên hương. Ông cũng dự định sẽ tới gặp cảnh sát để lập biên bản về phát hiện của mình nhằm xác định nó thuộc bản quyền sở hữu của ông, phòng trường hợp ai đó cố ý ăn cắp hoặc nói nó thuộc quyền sở hữu của họ. I'm so mad at you.